Vâng, xin chào các bác các anh em nhé. Nay bên em lại về rất là nhiều dây rửa xe. Khi các anh em mua máy rửa xe rồi thì thực ra là muốn cái dây rửa xe nó dài hơn, hoặc là muốn nối dài ra để anh em tưới vườn, tưới rau, hoặc là phun thuốc trừ sâu, thì muốn có cái dây rửa xe nó rất là dài thì mình lên mua thêm ở ngoài thị trường. Nó rất là nhiều. Thì bên em bán máy rửa xe rất là nhiều thì phục vụ cái dây rửa xe thì nó cũng rất là dễ tìm, dễ mua. Thì hôm nay bên em về hai cái dòng dây rửa xe, đó là dây 16m và dây 20m. Thì đây, dây màu trắng thì là dây 16m. Dây 16m này. Và dây màu xám thì là dây 20m. Dây 20m, cái cục của nó rất là to như này nhá. Cái cục của nó bảng to, rất là to như này. Thì nó 20m thì độ dày nó rất to và nó nặng. Còn đây là dây 16m thì nó ngắn hơn một chút. Thì cùng loại của nó là dây hai đầu to này. Cùng loại của nó là dây hai đầu to này. Đây, hai đầu to nhá. Đấy, dây đây gen của nó là gen 22 ni. Thì nó tích hợp với cái khẩu súng gen to như thế này. Đây, nó tích hợp với súng gen to như thế này. Đấy. Đây là dây 20m này, dây 16m này. Và đây là ở ngoài thị trường nó có hai loại súng. Thì một là súng gen bé, nó nhỏ 14 ni như thế này. Hai là súng gen to như thế này. Thì cái dây rửa xe của bên em nó là dây hai đầu to thì nó chỉ tích hợp với cái loại súng gen to như thế này anh em nhé. Đây, thì anh em xỏ vào đây xoáy là rất là dễ. Còn cái này súng gen nhỏ như thế này thì dây rửa xe súng gen nhỏ thì rất là hiếm. Ở ngoài thị trường bây giờ không còn nơi nào bán nữa. Và một số nơi bán thì cũng rất là khó tìm. Đấy, thì cái này thì bọn em bây giờ không bán nữa. Giờ bọn em chỉ bán cái dòng của dây rửa xe hai đầu to thôi. Đúng không ạ? Đây thì anh em mua dây rửa xe hai đầu to thì anh em muốn mua 80m hoặc 100m đều được. Đấy, thì anh em chỉ mua thêm cái đầu đồng này nữa thôi. Thì hiện tại bên em đang có giá là mày dây rửa xe này 16m thì là 170.000, còn dây rửa xe ba dây rửa xe 20m thì là 190.000, đồng giá ship là khoảng 20 nữa thôi. Thì thêm cái đầu đồng này, anh em mua thêm cái đầu đồng 20 này nữa, anh em có thể nối hai cái dây vào nhau. Đây, ví dụ anh em xoáy vào đây thì anh em có thể nối hai cái dây vào nhau nhé. Đấy, anh em có thể nối hai cái dây vào nhau được. Cái đầu đồng này có 20.000 một cái thôi, rất là dễ tìm, rất là dễ mua. Đấy. Dây rửa xe loại loại này là loại 20m này. Bảng nó rất là to và nó nặng. Đấy. Cái cuộn dây này không, nó nặng gần 2 cân rồi. Còn cái đây là cái bảng của 16m thì bảng nó nhỏ hơn một chút. Vẫn là loại hai đầu to nhé. Loại hai đầu to này thì nó rất là dễ tìm, mà anh em nối dây thì nó rất là dễ. Ví dụ là anh em đang có dây 10m rồi, anh em muốn nối thêm dây 20m nữa thành 30m thì anh em chỉ mua thêm cái dây 20m này, mua thêm cái đầu đồng này nữa. Đấy, anh em về nối hai cái dây vào nhau thì còn một đầu ra súng rồi. Đúng không ạ? Một đầu vào máy, một đầu ra súng rồi. Thì dây rửa xe hôm nay bên em về rất nhiều. Để anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 548 330 nhé. Bảo giá lại là dây 16m thì là 170.000. Dây 20m thì là 190.000 đồng. Giá ship đồng giá là 20. Đồng giá 20, anh em muốn mua thêm cái đầu đồng này nữa thì cộng thêm 20.000 đồng nữa thôi. Một vài chục nghìn đồng hoặc một vài nghìn đồng nó không đáng bao nhiêu đâu. Đấy, nó không đáng kể đâu. Đúng không ạ? Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với em. Dây rửa xe 16m hoặc là 20m. Rất nhiều để cho anh em, phục vụ anh em toàn quốc luôn nhé, gửi hàng toàn quốc cho anh em. Vâng, xin cảm ơn anh em nhé.